Welcome to our lesson today. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề, đó chính là How to express sadness, làm thế nào để chúng ta có thể thể hiện nỗi buồn bằng tiếng Anh. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ vào bài luôn nhé. Đầu tiên, informal. Khi các em muốn thể hiện nỗi buồn của mình nhưng mà với đối tượng là gì, bạn bè thân thiết, thì chúng ta có thể sử dụng những cái cấu trúc sau. Cái thứ nhất này, chủ ngữ cộng với cả động từ to be cộng với cả feeling down about something. Ví dụ là gì? Ví dụ như là I'm feeling down about work lately, có nghĩa là gần đây tôi đang có chuyện buồn về công việc của mình. Hoặc là gì? She's feeling down about her grades, có nghĩa là cô ấy cảm thấy buồn về điểm số của cô ấy. Vậy thì đấy nhá, cấu trúc đầu tiên là gì? Chủ ngữ cộng với cả to be cộng với cả feeling down. Thế chứ nào? Tiếp theo chúng ta có thể có cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng với cả to be cộng với cả upset about something, cũng có nghĩa là buồn. Ví dụ như I'm upset about my friends, là tôi cảm thấy rất là buồn về bạn bè của mình. Hoặc là gì? Tom's upset about his boss, có nghĩa là Tom cảm thấy rất là buồn vì sếp của anh ta nhá. He's too hard on him, bởi vì là người sếp đấy thì là rất là cứng nhắc đối với các anh ấy. Hoặc là cấu trúc thứ ba chúng ta có thể có là gì? Chủ ngữ này cộng với cả động từ to be cộng với cả sad about something. Ví dụ như là I'm sad about the situation at work, có nghĩa là tôi rất là buồn vì cái vị trí của tôi ở trong công việc nhá. Jennifer's sad about her mother. Jennifer thì buồn vì mẹ của cô ấy. Vậy thì đây là những cái cấu trúc mà các em có thể sử dụng gì đối với cả đối tượng là những bạn bè thân thiết. Còn nếu như mà với những người mà chúng ta muốn giữ khoảng cách như là bạn bè đồng nghiệp, như là đồng nghiệp, thì làm sao? Chúng ta có dạng formal này, có thể sử dụng là gì? Chủ ngữ cộng với cả động từ to be cộng với out of sorts. Ví dụ trong trường hợp này nhá, I'm sorry I'm out of sorts today, có nghĩa là tôi rất là xin lỗi, tôi hôm nay cảm thấy rất là buồn. I'll be better tomorrow, ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn. Hoặc là gì? Peter is out of sorts today, Peter cảm thấy rất là buồn ngày hôm nay. Ask him tomorrow, có gì thì ngày mai hỏi anh ta nhé. Tiếp theo chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc là gì? Chủ ngữ này cộng với cả do not cộng với cả feel well. Ví dụ như là Will doesn't feel well today, có nghĩa là Will cảm thấy không được tốt lắm ngày hôm nay. The staff doesn't feel well about the changes at work, là những người nhân viên thì cảm thấy là không được tốt lắm, không được vui vì những cái sự thay đổi trong công việc. Nhớ thì chúng ta có thể sử dụng hai cấu trúc, nhớ là gì? Chủ ngữ cộng với cả động từ to be cộng với cả out of sorts. Hoặc là gì? Chủ ngữ cộng với cả do not cộng với cả feel well. Ok, tiếp theo, ngoài những cái cấu trúc đấy ra, chúng ta có thể có một số những cái thành ngữ trong tiếng Anh có thể thể hiện nỗi buồn. Ví dụ như là gì? Feeling blue. Ở đây cái blue này chúng ta vốn biết nó là màu xanh đúng không? Nhưng mà cái xanh này nó không mang ý nghĩa đấy ở trong câu này nhá, mà nó có nghĩa là gì? Nỗi buồn. Ví dụ ở đây là gì? Jack is feeling blue about his relationship with his girlfriend, là Jack cảm thấy buồn vì gì? Vì mối quan hệ của anh ta với cả người yêu. Hoặc là our teacher said he was feeling blue about life last night, có nghĩa là tối ngày hôm qua thì giáo viên của chúng tôi nói rằng anh ta rất là buồn, đã từng rất là buồn vì cuộc sống của anh ấy nhá. Ok, vậy thì chúng ta nhớ này, feeling blue about something, cảm thấy là buồn. Tiếp theo chúng ta có thể có là gì? Chủ ngữ cộng với cả động từ to be cộng với cả in the dumps about something cũng có nghĩa như vậy nhá. Ví dụ như là gì? We are in the dumps about our financial situation, có nghĩa là chúng tôi đang cảm thấy buồn vì cái tình hình tài chính hiện tại của chúng tôi. Hoặc là Kelly is in the dumps about her horrible job, là Kelly cũng cảm thấy rất là buồn vì cái công việc rất là tồi tệ của cô ấy hiện tại. Tiếp theo chúng ta có thể có cấu trúc là gì? Chủ ngữ cộng với cả feel down in the mouth about something nhá. Feel down in the mouth about something. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là Kate feels down in the mouth about his relationship, là Kate cảm thấy buồn vì cái mối quan hệ của anh ta hiện tại, được không? Đó, hoặc là Jennifer is down in the mouth this month, I don't know what's the matter, có nghĩa là Jennifer tháng này cảm thấy rất là buồn và tôi cũng không biết lý do của cô ấy là gì. Đấy là những cái thành ngữ mà chúng ta có thể sử dụng để nói về nỗi buồn. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về những cái cấu trúc câu, những cái cấu trúc mà chúng ta có thể sử dụng khi đáp lại, khi mà có người tâm sự chúng ta đúng không, là họ đang buồn vì chuyện gì đấy. Vậy thì chúng ta có thể thể hiện cái sự đồng cảm của chúng ta như thế nào? Cái thứ nhất là informal, là cách đồng cảm, như là khi mà với đối tượng là gì? Những người thân thiết với các bạn như là bạn bè hoặc là những người mà các bạn chơi lâu rồi, thì chúng ta có thể có là cấu trúc thứ nhất là gì? Bummer, có nghĩa là gì? Ôi thật thế á, hoặc là I feel you, tôi cũng có thể cảm nhận được điều đấy với bạn. Hoặc là gì? Tough luck, là thật là không may. Hoặc là I can't believe that, tôi không thể nào tưởng tượng được. That's horrible, điều đó thật là
kinh khủng, hoặc là that's disgusting, hoặc là đấy cũng có nghĩa là kinh khủng nhé, hoặc là that's not fair, điều đấy là gì, không công bằng cho bạn nữa. Thì chúng mình nhớ đấy, thứ nhất là bummer, thứ hai là feel you, I feel you, cái thứ ba là gì, tough luck, và cuối cùng là gì, I can't believe that, that's so horrible, that's disgusting, hoặc là gì, that's not fair. Ok, vậy thì đấy là với đối tượng là gì, informal, là gì, thể hiện sự thân thiết. Tiếp theo chúng ta có đối tượng là gì, formal. Với formal thì chúng ta có thể sử dụng một số những cái cấu trúc sau này. Cái thứ nhất ví dụ như là gì, I'm sorry to hear that, tôi rất là buồn, tôi cảm thấy rất là tiếc khi nghe điều đó. Hoặc là gì, that's too bad, điều đó rất là tệ. Đó, hoặc là what can I do to help, vậy thì tôi có thể giúp gì được bạn không. Đó, hoặc là gì nhỉ, is there anything I can do for you, vậy thì tôi có thể làm gì được cho bạn. Is there anything I can do for you. Hoặc là gì, would you like to talk about it, bạn có muốn chia sẻ không, bạn có muốn nói về điều đó không. Đó, hoặc là gì, what's the matter, có chuyện gì vậy, what's the matter. Hoặc là gì, you seem sad, tell me all about it, bạn nhìn có vẻ buồn nhỉ, hãy kể với tôi đi. You seem sad, tell me all about it. Hoặc là gì, why the long phrase, tại sao lại buồn như vậy. Đó, thì đây là những cái cấu trúc mà chúng ta có thể sử dụng để chia sẻ nỗi buồn với người khác nhá. Ok, vậy thì tiếp theo này chúng mình hãy cùng quan sát những cái đoạn hội thoại mà chúng ta áp dụng những cái cấu trúc vừa rồi chúng ta được học. Cái thứ nhất là at work, tại nơi làm việc thì sao. Ví dụ nhá, hi Bob, I'm feeling out of sorts today. Ok, cô nói như thế thì hơi vui đúng không. Đáng lẽ là người ta đang buồn thì nên nói là nhìn, hi Bob, I'm feeling out of sorts today. Là hôm nay tôi cảm thấy rất là buồn Bob à. I'm sorry to hear that. Tôi rất là tiếc, có chuyện gì đây? What seems to be the problem? Vậy thì có vấn đề gì? Well, I'm really upset about the changes at work. Có nghĩa là tôi cảm thấy rất là buồn về những cái sự thay đổi trong công việc của mình nhá. I'm really upset about the changes at work. Tiếp theo này, I know it's been difficult for everyone. Tôi có thể hiểu được cái điều đó thật là khó khăn cho tất cả mọi người nhá. I know it's been difficult for everyone. Và tiếp này, I just don't understand why they had to change our team. Tôi chỉ là không hiểu được là tại sao họ phải thay đổi cái nhóm của chúng tôi. Vậy thì đây là một đoạn hội thoại mà sử dụng cái cấu trúc thể hiện nỗi buồn mà chúng ta vừa học nhá. Hoặc là gì? Hoặc là với người bạn bè. Những người bạn bè thì chúng ta có thể có gì? Ví dụ nhá, Anne, what's the matter? Anna có chuyện gì vậy này? Nothing, I'm fine. Không có gì cả. Tôi, you seem sad, tell me all about it. Nhưng mà bạn trông có vẻ buồn mà, hãy kể với tôi đi. Ok, I'm in the dumps about Tom. Có nghĩa là gì? Tôi đang buồn về chuyện của Tom. Yeah, ok, vậy là vừa rồi chúng mình đã vừa được tìm hiểu về những cái cấu trúc câu này thể hiện cái nỗi buồn này, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ nỗi buồn cùng với cả bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình, và các cái đoạn hội thoại tiêu biểu để chúng ta có thể áp dụng. Cô rất mong là các bạn sẽ xem lại video này một lần nữa và nhớ truy cập vào trang web tiếnganh.com để chúng ta có thể làm thêm những cái bài tập phụ trợ, được không nào? Ok, so see you.